Xin kính chào tất cả quý vị. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Lại tới câu chuyện này quý vị. Hôm nay cái con Lơ Thị Miễn bắt đầu nó lên, bắt đầu là nó khiếu nại cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam về cái quyết định mà cấm thuyết giảng áp dụng cho ông Thích Chân Quang trong vòng 2 năm. Mà tôi chẳng biết là nó lên đó rồi nó gọi là nó căn cứ từ đâu để mà nó khiếu nại vấn đề này. Trong đó thật sự cái tội ông Chân Quang là cực kỳ lớn. Mà cái con này nó u mê quá gì, quá u mê. Riêng cái vấn đề mà ông giá bành giá cấp để mà ông lừa bịp Phật tử trong suốt một khoảng thời gian dài mà nó không còn nhìn nhận ra đây là cái bản chất của vấn đề, đúng không? Chỉ có những con người họ cơ hội, những con người là họ sống về cái bản chất một vấn đề, một cái âm mưu nào đó, cho nên họ mới là len lỏi vào để họ giá những cái bành cái cấp như vậy, đúng không? Còn tham quyền, còn thích thể hiện, thì cái vấn đề tham sân si thì thật sự quý vị, chỗ ông Chân Quang này ông đã hết đâu. Mà một ông thầy tu mà vẫn còn tham sân si như vậy, mà sao chúng đệ tử, nhất là cái chúng thanh niên, nó vẫn còn u mê, gọi là u mê đến tận cùng. Đến bây giờ quý vị thấy riêng con Miễn đó, là bây giờ vô nó cũng là bảo vệ ông Chân Quang, rồi nó còn kiến nghị đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mà con này là dạng một con nít ranh, một trong những con gọi là hỉ mũi chưa sạch, mà cứ lên cứ nói toàn là cái chuyện của người lớn. Đã, quý vị nghe vấn đề cái con Miễn là nó chia sẻ thế nào quý vị? Kính gửi Ban Tôn giáo Chính phủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật tử chúng con xin khiếu nại về cái quyết định cấm giảng 2 năm đối với Thượng tọa Thích Chân Quang. Vì có căn cứ cho thấy trong các cái bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang không hề dẫn dắt luật nhân quả để mà gây hoang mang dư luận. Không biết trong quá trình nghiên cứu và xem xét để ban hành cái quyết định này thì các bác, các thầy trong Ban Tôn giáo có nghiên cứu về kinh sách của nhà Phật hay không? Con đã từng xem một bài báo của bác. Nó hỏi một câu mất dạy. Phải nói là hỏi một câu cực kỳ mất dạy. Khi người ta đã vào để mà người ta kiểm chứng, người ta điều tra là những người phải có chuyên môn, những người phải là một trong những người phải là học Phật. Nên nhớ rằng đây là Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là những người này họ có cái chuyên môn, chứ người ta không phải là như con Miễn. Mày cho tao biết rằng ở trên trời người ta làm cái nhà máy nước kho chỗ nào? Mà chỉ đi, mà chỉ trên trời người ta có nhà máy nước kho chỗ nào? Đó, rồi hát karaoke trở thành ma câm, mà chỉ giùm tao cái, đúng không? Khi nào mà thầy trà bay là chỉ ra cho được cái vấn đề đó là thầy trà bay là bị oan đó, hiểu không? Còn không chỉ ra được, bây giờ mày đừng bao giờ dẫn dụ vào những cái này, đừng bao giờ dẫn dụ vào cái kia. Do ông thầy của mày, ông chỉ là toàn cái gì đó, rồi cái như là nhét tờ tiền mệnh giá lớn vào tay ông thầy của mày đó, rồi được cái như là phước. Rồi nhét tờ tiền vào cái như là những bức tượng mà mệnh giá nhỏ là nó mang nghiệp, nó không có phước. Rồi mày giải thích giùm tao tại sao ông thầy của mày ông lại dùng cái bằng faker để mà cái như là ông len lỏi vào cái vấn đề cái môi trường đại học. Ông thầy của mày nên nhớ rằng ông tốt nghiệp năm 89. Thì xin thưa quý vị, khi mà ông bước vào cái trường đại học ngoại ngữ, ông thi đó, thi cái hệ từ xa đấy, thì thật sự trong một khoảng thời gian khá dài, thì với một người mà lớn tuổi như ông Chân Quang thì ông vào như thế nào, ông biết đường nào mà ông còn nhớ bài nhớ vở mà ông thi quý vị. Lúc đó ông đã cuốn vào cái vấn đề đường đạo rồi, bao nhiêu công việc, bao nhiêu vấn đề mà cần đến ông. Thì thật sự quý vị, làm gì các câu chuyện mà ông nhớ về cái kiến thức phổ thông mà ông bày đặt ông lên gọi là ông thi để mà vô cái môi trường gọi là đại học. Một người lớp 8 mà sao mà thi được? Thật sự quý vị, một người lớp 8 thì không thể nào mà anh thi được vào cái như là đại học được hết trơn đó. Cái này nói không phải là xem thường, thật sự cái này là quá xem thường luôn đó. Uống cho cái công của nói gọi là mấy cái người gọi là giảng dạy ông trong vòng mấy năm đó, để người ta gọi là cái như là đào tạo ông, để ông có một cái tấm bằng cử nhân đó. Rồi từ cái tấm bằng cử nhân rồi người ta cái như là đào tạo ông lên một tiến sĩ đó. Thật sự uống cho cái công của những vị giáo sư tiến sĩ rất nhiều. Uống cho số tiền mà Phật tử người ta cúng dường để ông gọi là ông lấy đi, gọi là ông học hành trong những năm đó. Bây giờ là gọi là tiền mất tật mang, đúng không? Đấy. Tiền Phật tử xem như ông lấy ông xài.
Đó, còn bằng cấp thì thật sự bây giờ là ai đâu mà dám thật sự. À, bây giờ người ta đã có những cái kết luận bằng ông là cái bằng gọi là không có nguồn gốc rõ ràng. À, riêng cái bằng tốt nghiệp phổ thông. Đó. Rồi bây giờ mà điều tra ra ông mà dùng bằng giả nữa, ông hàng loạt cái để người ta phải nói chuyện với ông. Thế thì tôi hỏi rằng đó, riêng con Miễn này nó bảo rằng ông Trân Quang là một trong những người mà không thuyết giảng sai về cái luật nhân quả. Ủa mày đã giải thích hết chưa? Đó, mà bảo rằng ông không thuyết giảng sai luật nhân quả, mày đã nghe hết những cái vấn đề ma mị của ông hay chưa? Pháp luật đã nói với nhân quả của người hành nghề giết mổ bò. Người đàn ông hành nghề giết mổ bò này đã bị nhân quả là ông sinh ra một đứa con có con mắt lồi, cái đầu lắc lư, tay chân cong quẹo giống hệt một con bò. Điều này nó có kém gì so với các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang? Không lẽ báo pháp luật cũng dẫn dắt một nhân quả để gây hoang mang dư luận? Thế anh hỏi ngày xưa ba mẹ em làm cái gì Miễn? Ngày xưa ba mẹ em có mổ bò không? Anh nghĩ lắm, anh nghĩ y xì đó. Nhưng bây giờ sinh em ra đó, anh thấy giống y xì. Đó. Em chẳng có một cái chuyên môn nào trong gọi là cái đạo cả, thì đừng bao giờ lên mà thích thể hiện. Bỏ đi. Túi em là một trong những túi còn trẻ trâu lắm. Đó. Chơi không lại, rước cả con lên chân luôn. Đó. Cãi không lại à, bắt đầu đưa cả con luôn. Bây giờ mà thật sự chẳng là nói con nó là người ta bảo rằng đi ăn hiếp một đứa trẻ con nữa. Một bài viết khác trên báo Giác Ngộ nói về nhân quả của người đánh cá. Những con người hành nghề đánh cá sẽ bị đọa địa ngục nhiều kiếp. Không lẽ báo Giác Ngộ cũng lợi dụng luật nhân quả để gây hoang mang dư luận? Ngoài ra, trên trang báo kênh kiến thức.net cũng có dẫn dắt các luật nhân quả như sau. Đối với tội sát sanh thì kiếp sau sẽ bị chết yểu, cốt nhục chia lìa. Còn đối với tội tà dâm thì kiếp sau sẽ gặp phải người chồng hoặc người vợ hung dữ, còn con cái của mình sẽ bị người khác cưỡng hiếp. Đấy đó, vậy đó mà ông thầy của mày ông dám đổi tội tà dâm đó. Đấy, ông thầy của mày đó ông đổi từ tà dâm mà sang gọi là không phản bội đó. À, trước khi mày gọi là mày khiếu nại chỗ giáo hội Phật giáo Việt Nam á, phải phone gì cho ông thầy của mày ở thầy ở tại sao thầy lại đổi cái vấn đề cái giới tà dâm mà sang phán không phản bội là sao, rồi ông thầy mà ông giải thích cho mày nghe đúng không? Ủa ông thầy của mày ông tử tế đàng hoàng tại sao phải thay đổi giới tà dâm mày? Hả? Riêng ông thầy mày thay đổi giới tà dâm là tao thấy tào lao rồi. À, tao thấy là sai 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 nhiều rồi. À, rồi bây giờ nó xì ra mà thấy không? Xì ra bằng giả. À, xì ra rất nhiều cái vấn đề. Ủa bây giờ nó thật sự chưa nhận ra hệ cân. À, cho nên em nói cái vấn đề này đúng là Miễn mà. Em nói là ngày xưa là có một cặp vợ chồng đó là cái như là chuyên môn là đi giết mổ bò thì sau này sinh con ra là nó giống bò thì vấn đề này anh nghĩ rằng đó em về hỏi lại ba mẹ em ngày xưa là có ấy không, có sát sanh không, có làm cái lò mổ bò mổ trâu nào không, cho anh thấy là nó thật sự nó đây á, là nó ứng nghiệm với là cái gọi là cái với em thôi, với hoàn cảnh em thôi chứ thật sự chẳng ứng nghiệm với ai cả. Đấy. Hỏi ông thầy của em bây giờ cái chỗ nhà máy sản xuất nước hoa trên trời ở chỗ nào, rồi máy kho virus trên trời nó chứa chỗ nào, nói ông thầy của em đi. Để lên chỉ cho mà tránh đấy có ma mị không Miễn. Ừ. Rồi dùng xương người trị bệnh ung thư có ma mị không Miễn, có ma mị không đó, rồi dùng địa long trị bệnh HIV đấy mày có bị không, vì ông cho máy hủ mà dùng. Trời ơi, một trong những cái có một ông thầy mà thật sự ông gọi là ông rành về thuốc như vậy, vừa đi Miễn vừa xin đi Miễn, xin để thầy cho. Vậy thì những cái luật nhân quả của các cái trang báo này nêu ra nó có thua kém gì với luật nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang đã giảng? Trên báo Giác Ngộ có một bài giảng rất là hay nói về nhân quả của cái tội chửi bới lăng mạ người khác. Nội dung này được trích trong kinh A Hàm. Ngày xưa có một chàng trai rất là thông minh, nhưng mà mỗi khi anh tranh cãi với các cái sa môn anh đều thất bại, anh đều thua. Cho nên anh đã nảy sinh một ý đồ là giả làm sa môn, rồi anh trà trộn vào trong đó để anh tu học, để anh xem lý do vì sao mà các cái sa môn lúc nào cũng cãi thắng anh. Nhưng mà khi anh trà trộn vào đó thì anh tuy là anh rất là thông minh, nhưng mà cái trí tuệ của anh vẫn không có, anh vẫn cãi thua. Điều này làm cho anh vô cùng là tức giận. Từ đó anh đã buông những cái lời chửi bới lăng mạ sỉ nhục các cái sa môn. Thế là anh đã bị quả báo, bị trở thành một con cá có hàng trăm cái đầu, hình thù kỳ dị. A Nan mới hỏi Đức Phật, cái người này sẽ bị đọa như vậy bao lâu? Thì Đức Phật trả lời, còn lâu lắm, hàng ngàn đời Đức Phật ra đời thì mới hết.
Thế bây giờ nếu mà những cái người như Miễn đó mà đi sức phạm ông Sư Minh Tuệ thì cái như là sao ta? Thế nếu bây giờ cái bản thân của Miễn đó mà đi sức phạm ông Sư Minh Tuệ một khoảng thời gian dài đó, anh nghĩ là sau này em biến thành con đĩa quá đi. Nếu mà có luật nhân quả như ông thầy em nói đó, anh nghĩ em biến thành con đĩa con dòi thôi, đại đa số rằng em đi gọi chập mấy mà, đúng không? Cái vấn đề ở đây nên nhớ rằng khi mà giáo hội người ta vào cuộc, người ta đã có những cái là xác minh rõ ràng, những cái vấn đề thuyết giảng sai so với là cái luật nhân quả. Nên nhớ nha, thuyết giảng sai so với luật nhân quả có nghĩa là ông thầy của em đó là ông liên quan đến là mê tín tà kiến. Ông thầy của em là ông tự ý để mà thay đổi cái giới luật của nhà Phật. Ông thầy của em là một trong những người cực kỳ tham vọng, nhưng mà cái tham vọng thầy của em là trong một trong những cái gọi là cái tà chứ không phải là cái chánh. Đấy. Cho nên bị giáo hội Phật giáo người ta là cấm giảng 2 năm là đúng rồi, khiếu nại cái gì? Đấy, hôm nay là dạy dỗ Miễn tới đây thôi nha, và cái như là hẹn Miễn lớp sau dạy dỗ tiếp. Cảm ơn tất cả quý vị và tôi xin phép là kết thúc tại đây. Bye bye tất cả quý vị.